Cái câu hả các bạn ngủ hứng nó sẽ không bị gọi là nó trơn tru hơn thì nó nghe nó mới hay hơn. Chứ không các bạn chạy ngủ hứng, các bạn mà chạy mà liền mạch á thì ở dưới người nghe sẽ có cảm giác như là các bạn rất là chuyên nghiệp, nó không có bị vấp nó. Đó là điều kiện nhất. Là còn điều kiện thứ hai đó là yếu tố về cảm âm. Cảm âm thật tốt. Cảm âm là gì? Đó là thì các bạn sẽ nghe được nốt nhạc, nốt và nghe được hợp âm. Thì đơn giản nhất đó là nghe nốt nhạc, là các bạn sẽ biết cảm giác rằng khi mình thổi nốt đó nó sẽ ra như vậy đó. Và còn khi mà các bạn đã có yếu tố tốt hơn, nghĩa là mình có là cái tai tốt hơn, thì mình có thể nghe được cái hòa âm ở trong một cái bài nhạc đó, và các bạn sẽ ngẫu hứng theo cái hòa âm đó ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi bước đầu tiên, đó là về ngón tay. Đó là việc chạy ngón. Nó chạy như thế nào thì bây giờ mình sẽ chỉ các bạn nhé. Bây giờ việc chạy ngón như thế nào thì như các bạn biết đó, là muốn chúng ta luyện tập á, chạy ngón tốt thì các bạn ít nhất thì các bạn cũng phải thường xuyên luyện trên cây kèn, chứ đừng có bỏ. Và quan trọng nhất là các bạn làm sao đó, mình bỏ qua cái bước mà đơn giản và cơ bản nhất là luyện xong. Trước khi các bạn chạy ngón thì các bạn phải thổi ra âm sắc. Đó, các bạn chịu khó mình xong kèn trước để chi, để mà cho cái đàn hơi các bạn bắt đầu nó quen dần, rồi mình kiểm tra coi kèn nó có bị cái gì hay không, nó bị phô hay nó có bị ngày hôm đó nó có bị hở tấm bông hay cái gì không ha. Rồi khi mà các bạn xong kèn qua một lúc rồi đó, thì bắt đầu các bạn sẽ cho mình một cái gam, một cái bài tập để tập. Thí dụ như các bạn học tới gam nào rồi, thí dụ như mình chạy được tới gam đô trưởng, đê trưởng, và ví dụ như các bạn chạy được tới la trưởng ba thăng, hoặc là pha thăng thứ ba thăng gì đó, thì có nào các bạn sẽ cho mình một cái gam từ dễ cho đến khó. Cái gam nào mà mình biết rồi đó, mình tập dần lên. Ví dụ như cái gam đô trưởng thì nó không thăng không dán gì hết, mình dễ thì mình bắt đầu mình sẽ có tập chạy những cái nốt gam cho nó, những cái thang âm trong cái gam đô trưởng đó. Ví dụ như là mình sẽ thổi cái hợp âm rải trước của gam đô trưởng. Thì gam đô trưởng nó có cần từ đồ lên đến đố đó, thì bắt đầu các bạn sẽ cho mình những cái nốt đó, các bạn chạy theo thứ tự đi lên. Ví dụ như đồ rê mi pha, rê mi pha son, mi pha son la. Cái đó là cái cách tập đơn giản nhất mình cho con ngón tay mình nó lẹ. Ví dụ như bây giờ các bạn sẽ chạy với điều kiện là các bạn chạy trên cái bát thanh chắc nha. Ví dụ như các bạn có thể sạch trên mạng cái các bạn để là tempo 80 đó,
thì vô YouTube á, các bạn chỉ cần để Tâm Vô 80 nó sẽ hiện ra cái bắt chắc trống cho các bạn trên cái nó sẽ đánh theo đúng cái Tâm Vô 80 đó, thì các bạn bắt đầu sẽ luyện tập. Ban đầu thì mình sẽ tập chậm thôi, mình sẽ tập nốt đơn trước. Cứ theo thứ tự đó đi lên Rồ Rê Mi Fa Rê Mi Fa Son đó. Đó là cái thang âm đô trưởng. Rồi các bạn đi lên, rồi các bạn tuột xuống lại. Dùng như Đô Đô Si La Son Si La Son Fa La Son Fa Mì đó. Mình sẽ có thứ tự đi lên theo từng bậc ha. Đồ Rê Mi Fa, thì cái đồ sẽ tới Rê Rê Mi Fa Son đó. Tập lên theo từng bậc như vậy. Rồi khi các bạn tập được nốt đơn đã rành mạch rồi ha, các bạn sẽ tăng tốc độ lên bằng cách là, ví dụ như mình đang tập combo 80 thì các bạn có thể tăng lên 90, 100, 120. Rồi cái gọi là tập nhanh nhất có thể của các bạn để chi, để cho nó các bạn quen. Rồi sau đó thì khi các bạn tập qua cái đô trưởng xong rồi thì quan trọng các bạn sẽ tập một cái khó hơn đó cho mình, đó là dù như một thang đó là gì, một thang đó là son trưởng ha. Các bạn nên nhớ là tập hai cái bộ song song luôn, tại vì em đô trưởng không thang không chén thì nó cần có la thứ nữa, thì đó các bạn sẽ tập hai cái gam đó đều với nhau, sau đó mình tăng lên độ khó là bằng cách một thang rồi tăng lên thêm hai thang đó, tập đủ hết tất cả các gam, cũng tập ngón y chang như vậy để mà cho cái ngón của các bạn nó nhạy bén hơn. Khi các bạn xử lý sau này mấy cái dấu thang dán của các bạn á, nó sẽ rất là nhanh, nó không có bị sượng cái ngón tay của mình đó. Rồi bây giờ là mình đã qua cái luyện ngón đơn giản nhất rồi ha. Bây giờ cái luyện cái phức tạp hơn một chút xíu, nói phức tạp chứ nó không phải là phức tạp quá, nó chỉ là nâng cao lên cái chạy ngón này chút xíu, đó là các bạn sẽ chạy theo bậc. Bậc là gì? Bậc thì chúng ta sẽ có từ đồ nó rê là bậc 2, rồi đồ nó mi là bậc 3, đồ nó pha là bậc 4 đó. Thì chúng ta gọi là bậc. Thì bây giờ các bạn sẽ tập nhảy cho mình bằng cách là nhảy bậc 3. Mình sẽ tập theo nhảy bậc 3 là cái đơn giản của các hả trong cái chạy gam nhất. Khi là bậc 3 là sao, là các bạn sẽ tập thế này, ví dụ như cũng ý kiến như vậy, cho mình một cái gam từ dễ đến khó, từ không thăng trung dáng đến cho mà một thăng hai thăng và nâng cấp hơn là 4-5 thăng nào đó. Thì dụng đồ đô thăng thứ cũng như trang vậy, đô thăng thứ chúng ta có là đồ thì sơn đố, thì thấp nhất của nó là nốt đồ, thì các bạn sẽ bắt đầu từ nốt đồ luôn. Mà nhưng mà nhảy bậc 3 mình có đồ mi rê pha mi, mình hỏi âm đại chứ. Bây giờ mình sẽ chạy qua cái tập âm mi trưởng ha. Đô thang thứ mình vừa mới chạy đó, rồi bây giờ thì mình sẽ tập qua mi trưởng cũng 4 thang. Thì trong hợp âm mi trưởng thì được, mình có lượt mì, son, si, mí. Các bạn có thể bắt đầu từ nốt mì hoặc có thể bắt đầu từ nốt xì cũng được. Thì như mình sẽ bắt đầu từ nốt xì sẵn để mà luyện tập cái bộ dưới luôn, cái bộ trầm cho cái ngón út nhất khỏe và cái hơi mình khỏe ha. Thì chúng ta có cái gì, xì, chê, đồ mi rê pha mi son ha. Rồi mình bạn sẽ chạy bột ba đó, nhảy lên tới nốt mí trụ âm, rồi từ mí bạn sẽ trở về trụ âm trở lại là nốt mì ha. Giờ mình sẽ cho cái hợp âm vi trưởng, hợp âm rải. Rồi mình sẽ từ nốt xì ha. Đó là các bạn thấy đó,
khi mà các bạn tập mà ban đầu nó sẽ có thể là chúng ta sẽ bị khó khăn trong gọi là chúng ta sẽ nhớ nhớ ở bậc ba của nó là như thế nào như thế nào. Thì nếu mà các bạn mà chịu khó nữa, các bạn có thể viết ra, tự viết ra, soạn ra cho mình cái nhảy bậc ba để mà mình nhìn vô đó mình tập. Còn không thì các bạn có thể mà không viết thì các bạn luyện trí nhớ luôn, các bạn nhớ tự nhớ tự bấm để sao này, cái nào nó cũng tốt hết á. Thì các bạn vừa mình thấy tốt hơn hết là các bạn nên viết ra, các bạn vừa thị tấu tốt và các bạn vừa tập cho trí nhớ mình tốt. Khi mà viết ra mình thuộc rồi á, đâu các bạn sẽ tự tập hơn mà không cần nhìn bài nhạc đó. Đó bây giờ là mình nhảy bậc ba, nãy giờ là mình đã qua cái chạy ngón tay và nhảy bậc ba ha. Thì cái bước đầu tiên là các bạn nên tập như vậy đi trong tất cả các gam luôn, trong tất cả cái các tông, ví dụ như là từ trưởng đến thứ. Tại mỗi mỗi một bộ thì nó có hai học song song, đó là ví dụ như mà tu trưởng thì la thứ, son trưởng thì nghi thứ, tập tất cả luôn theo thứ tự như vậy. Thì nãy giờ mình video mình hướng dẫn này đó cho tất cả các tông, thì các bạn sẽ có một cái bộ ngón rất là tốt. Sau này khi các bạn đã tập rành rồi á, cái video tiếp theo mình sẽ nâng cấp hơn nữa, đó là mình nhảy bậc 4 và mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cách nào để mà cái câu cú các bạn nó phong phú hơn đó, mà nó vẫn hay mà nó rất là đơn giản. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Giờ mình chúc các bạn thành công, các bạn cứ cố gắng luyện tập nha. Thành công hay không á không phải cho người khác mà là do chính bản thân mình ha. Các bạn chỉ cần cố gắng siêng tập, đừng ví dụ như mà ngày nào không rảnh thì các bạn sẽ tập trong vòng nửa tiếng một tiếng, nói chung là đừng có ngày nào bỏ hết. Các bạn cố gắng siêng tập thì các bạn sẽ nhanh chóng mau lên tay nghề của mình, cho dù mình không đi làm một cái nghề chính gì nữa, nhưng mà nếu đã đam mê rồi thì các bạn hãy cố gắng ha. Chỉ cần giỏi hơn ngày hôm qua là các bạn đã mừng rồi, chứ không cần phải nhất thiết là mình phải như thế này thế nào. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.